Ở đây là ở đâu đây là Long? Dạ, ở đây gần chứ phải Eson. Eson hả? Eson ở Leo Đắk Lắk. Đứng yên cho ta quỳ ta lại một lạy. Sư phụ. Đây nè. Làm á. Coi clip anh Tuấn mấy năm rồi? 2-3 năm rồi. 3 năm rồi, 2 năm là từ lúc em chồng làm tranh bằng hóa học. Ừ. Xong rồi lên mạng coi tự nhiên thấy là hồi xưa là cái vàng trần mướp đúng không? Vàng mét mét 2 vuông á. Nên hồi nãy bước cho hỏi nè. Long, mày lấy cái vàng này ở đâu? Mà mày nói nó lấy của người khác là tao kiện mày liền. Bản quyền của ông Tuấn đây, 2015, 2016 là dân chư xê chết tiêu, nợ giật ngân hàng giật nhà, lấy nhà đến nước ngoài gọi là giật. Nên tận dụng cái trụ tiêu mà hồi đó lấy dân nó nghèo á, không có mua dây kẽm đâu, mua cái dây mà của đường ADSL ấy. Đường dây điện thoại á, dây mà ADSL đấy, dây nhựa đấy, dây nó cứng lắm. Dây đó không có thẳng đâu mà cực, nhưng mà nó rẻ, 1 ký. Đây nè, nói thật nha, Long sao bữa trước coi cái về chính quay cái vườn mà trên đất đoa của ông Phong làm, Long nói sao, nói ông Phú nói lại tao nghe coi. Ngọn nó bò không nổi mà với lại là nó bị nắm hết rồi, sao mà quay lên là em thấy là em nói em đúng. Và Phú nó nói lại Tuấn, tôi nói đúng, tại vì khi mà vô thì thật sự làm phần Tuấn phụ trách 42 số mà trong năm 4 số Tuấn phụ trách không? Thì phải kiếm cái đề tài để quay, vì Tuấn rất là muốn làm chanh dây cho người nghèo. Nên Tuấn ở với Phong là 4 năm về cái chanh dây. Tại vì cái chanh dây này chỉ cần làm không hóa chất, hồi đó là chênh lệch 10.000 em. Bây giờ giữa hóa chất và không hóa chất chênh lệch mấy ngàn? Cao. Mà bây giờ chanh Âu mà Âu thuốc này 32 mà Âu sạch này 50 mà. Bây giờ là chênh lệch 15. Anh nghe nói chênh lệch 15. Hồi thời anh là chênh lệch 10.000. Giữa thuốc, giữa hóa chất và hữu cơ sinh học của mình. Đó. Thì khi mà anh người ta quay phim á, thì anh đi nói chuyện với anh đó tên anh Hiền. Thì mình mới biết được là anh đó anh không có kiến thức cơ bản luôn. Anh không biết hề là rau phải đi trước ngọn, rau phải tím 2/3, rau phải nối tiếp rau. Đuối về hóa chất nha, bây giờ trái nhiều nè, nên là rau nè. Rau không đi trước ngọn được nè. Nhưng mà được có cái là rau vẫn tím 2/3 nè cả nhà nè. Rau là phải đi trước ngọn, rau phải tím 2/3. Và rau phải nối tiếp, rau phải nối tiếp rau. Đó, và phải mướn một người nè, cứ gặp ngọn là ngắt cho tôi. Cứ sáng sớm là thành công 30% rồi. Thiệt là rất tội anh đó luôn, anh đó làm, hồi xưa là làm cho anh Gia Lai. Anh đó là có kiến thức, anh là dân đại học. Nhưng, anh có kiến thức xã hội, anh học thôi. Chứ kiến thức về chanh dây anh không có. Sau đó, Phong mới nói gì vào nhóm mình nói gì Phú. Tại sao mà chanh dây nó nhánh lời như vậy mà không có phát triển nông dân, không lan tỏa. Không lan tỏa là do mình. Cả cây sầu riêng mà còn làm không giữ được nông dân thì huống gì cây chanh. Mà có toàn đếm cua trong lỗ. Ô, cái này 50 tấn á, 40 tấn. Đoàn đếm cua trong lỗ, em hiểu không? Tức là khi nọt trái này nó chín là đua túi tiền mình nè. Chứ gì đâu mà nó nắm được, nó này kia nó nọ về cân đối dinh dưỡng tất cả mọi thứ. Mà cứ đếm cua trong lỗ, cứ toàn đếm cua trong lỗ. Đây, cò trái này, cả nhà coi cái rèm trái này. Rồi, cả nhà mê không? Mê mẵn. Ừ. Trời ơi, chanh dây á, nó giống lông nè, nó mập. Ừ, là như vậy. Đó, thơm lắm. Thơm lắm. Còn nó mỏng nhưng mà vẫn cứng. À, bữa nay Âu là giá bao nhiêu em? 50 là không của mình đấy phải không? Là không hóa chất đúng không? Hóa chất là 35 đúng không? Chà, chênh lệch 20.000 dữ vậy đó hả? Đó. Nên khi anh đăng cái clip lên nó không cần Long nói đâu. Không cần Long nói Phú đâu. Mà những người coi clip của vườn của Kiên thì họ nói vườn này thua anh Tuấn ơi. Thua nhưng mà bây giờ phải có số đi quay, chứ lẽ bây giờ đánh xe tới nơi rồi mà không quay. Chứ thật sự quay xong rồi đó. Rồi Tuấn lấy số điện thoại của ảnh. Tuấn nói, ảnh cứ hỏi Tuấn, anh ơi nước xa không cứu lửa gần. Vì chanh dây nó khó vô cùng. Nó khó lắm. Nó khó lắm cả nhà. Nên là mình không thể nào giúp ảnh, mà chỉ có đại lý ở gần mới giúp được thôi. Và nên xé nháp, ảnh chỉ làm chưa biết gì hết. Muốn làm chanh dây, hai vợ chồng muốn xé nháp làm hai xào trước. Một người một xào, rồi mới tăng lên một người à. Khi mà đoán được, anh nè, em ơi, thiếu dinh dưỡng rồi nè. Thấy không, em thấy rau nó không tím rồi. Rau nó tím 2/3, nó mà tím mới có 1/3 kìa.
là thua nha, là bắt đầu mình đưa dinh dưỡng vô. Thì bây giờ mình đưa xuống đất thì lâu lắm, buộc phải đưa trên lá, phải phun. Nên em nói mấy này là Phú bị Covid, Phú bị Covid không. À, em bỏ NPK đó mà đâu nằm trong rễ, bỏ ra ngoài đây chứ. Đó thì bé nó tuột thì rau nó cũng không lấy được dinh dưỡng. Ngay bé nó tuột là không lấy được dinh dưỡng này, rau nó phải tím 2/3 này. Nên cái rau này chứ không được tím này, cái rau đầu tiên tím nó rồi, cái rau thứ hai này em nè, đây nè, cái rau thứ hai này nó không có tím là thua này, đây này, cái rau đầu tiên là tím rồi này, nhìn rau, đúng rồi, nhưng mà rau thứ hai này, xanh này, là nó rụng, rau bông nó rụng, nó là như vậy, thì đúng rồi, đó, thì trái nhiều quá mà, nên cái này là phải đưa những cái dinh dưỡng dễ tiêu như là amino này, mùa này nắng rồi, chúng ta lạm dụng một số amino bình thường, chứ mùa mưa là không được thôi, NPK hữu cơ phải đưa vào. Combi phải đưa vào và Soha Combi không phải đưa vào. Là như vậy. Sử dụng soi chưa? Mới đặt hàng. À mới đặt hàng. Ừ. Em làm cái soi thì em còn mê hơn nữa. Bây giờ phải ngọt lên xe lấy hàng tiếp, phun cái xíu dinh dưỡng rồi bổ sung lên quả ngay lập tức, bổ sung ngay. Đó, đưa ít kali hữu cơ vào. Tất cả mọi thứ, tăng cái amino lên, tăng cái NPK hữu cơ lên, trái nhiều rồi, không có sợ phóng ngọn đâu, phóng, đó, lật, phải lật, sao? Thì đấy, thì nói chung là, đó, đại loại vậy, cái dàn chữ Y của tôi đây mà, thì từ nãy đằng kia cũng giống y chang à. Y chang à. Không, bên này nó bấm nè, con ruồi vàng nó chích nè, thì nó để lại dấu tích nè. Nếu mà nó chích nặng đó mà chúng ta không xử lý thì nó rụng cái trái này, còn nếu xử lý được thì nó có dấu tích nè. Đó, phải cắt ngọt, em phải kiếm người cứ đi ra từ sáng cắt ngọt rồi bổ sung ngay dinh dưỡng. Và nói luôn chúng ta nè, em nó định là mai mới tưới là thất bại nha, chiều nó phải tưới ngay. Chúng ta không thể lấy móc đất ở trong đây mà chúng ta phải móc đất cái chỗ không có cỏ nè, chúng ta phải móc đất này, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, thấy chưa? Ở dưới đây nè, hai một lóng móng tay nè, mới ẩm nè. Mà để mai tưới là thua. Tại vì nước nó nằm ở trên cây hết. Mà nó đeo cái đường trái này, nó lấy nước kinh khủng. Đây nè, những cái chỗ này. Chứ không phải chúng ta móc ở trong này, móc mùi cỏ. Mà chúng ta móc ở đây nè. Đây nè, giữa bốn cây chanh thì chúng ta rễ nó đi xa hết rồi. Chúng ta đặc biệt móc những chỗ không có cỏ nè. Đây nè. Đó, bây giờ là mới là 10, 12 giờ đêm trưa. Chứ tới 3 giờ chiều, cố gắng 3 giờ chiều là tưới. Nắng dịu xuống là tưới ngay lập tức, vì ban đêm bữa này ở đây ban đêm mùa này là nóng chứ không có lạnh nữa, được chưa? Móc đất là móc đất ngay tư na long chứ không phải móc đất trong góc ngang, đúng rồi, không được. Nhưng bây giờ là 12 giờ, nắng thêm 3 tiếng nữa mà mai em tưới là móp trái hết. Móp nặng thì rụng, đeo lại, móp nhẹ thì có cái gân. Như vậy phải để cỏ, phải cố gắng để cỏ. Ừ, rồi về thống tưới, chiều nay 3 giờ tưới liền và phun ngay, lấy sản phẩm lên xe phun ngay. À, cái lá tầm bót này ăn được, cái này phải nè, cái này nấu canh ngon lắm nè, nấu canh với cái lá chùm bao nữa. Ừ, cái này nè, cái này hái về đây này tối nấu canh nè, với thịt bằm với lại tôm khô, cái gì cũng ngon hết trơn. Ờ, cái này nè, hái đi, nhà em có không, hái đi. Đúng rồi, cái này ngon lắm à. Đấy, đại loại là vậy. Ôi hồi mê. Nên thật sự là ước nguyện của mình á là đặt ở Gia Lai đó, là muốn là truyền thụ để cho tụi nó giúp nông dân làm. Nè nè nè, này trái này. Nhưng mà xin thưa, phong nó có một cái đặc tính nha nè. Mơ mộng. Tụi nó nông dân nghèo nhiều lắm, làm cho nông nghề đi. Tối ngày cứ dự án này, 100 hectare này, 100 hectare kia. Trời ơi, đu đeo. Thật sự em biết không, đu đeo các dự án á Phú, nó cực lắm. Tại vì các cái chúng ta giúp nông dân đi, rồi nông dân họ sẽ thành công. Mấy ông dự án á, mối quan hệ ông rộng lắm, nên tai ông thính mà mắt ông tinh lắm. Nhưng ông rất nhiều doanh nghiệp chào mời, nên tôi hay dùng từ là năm cha bảy mẹ trong đó. Chứ thật sự mấy ông đó là nông dân A Còng mà. Nhưng phải làm từ nông dân đi, rồi tác dụng ngược lại với các ổng. Tại vì các ổng là phải chào mời, rồi phải cho bán thiếu, rồi phải làm mô hình
trong khi Thuận Thi không là mô hình, mà tối ngày Phong cứ đu đeo trong hết ta, trong hết ta, doanh số tuột dần, tuột dần, từ gần 1 tỷ xuống còn có 400 triệu, tính luôn ông Putin, tính luôn mấy thằng đại lý kia nữa, mà tuột nhiều tháng liền ấy chứ, mới chết ấy chứ. Đây. Nên bây giờ Phong coi clip này nè, Phong hiểu tại sao mà Phong hỏi không trả lời, tại sao mà ở Gia Lai này họ làm chỉ 6 tháng thôi là họ thoát nghèo, tại sao họ không làm chanh dây? Phải giúp họ thành công chứ, phải bám sát với họ và phải coi nông dân nào thông minh thì mới cho làm, là như thế. Bày biện ra cuối cùng là thất bại hết trơn. Nên sao lan tỏa được, sao lan tỏa được? Mà Phong là người Tuấn ở với Phong là gần 4 năm, nói chung là sát cánh luôn á cả nhà. Một năm hồi đó đó, tôi về Sài Gòn gom lại 50 lần, 15 lần một tháng thôi, còn lại là ở hết trên chỗ Phong, trên Gia Lai, Đắk Lắk. Trời ơi, đã ghê không? Để răng rắc. Nè, em thấy không? Nè, lá bắt đầu nè. Có gì thiếu nước rồi nè. Mo rồi nè, mo rồi nè. Có chỗ này có thể là em tưới trước nè, chú tưới sau hay gì đại loại gì đó. Nha, nên chiều nay 3 giờ tưới ngay. Chỉ cần sai cái 3 giờ này thôi, ngày mai một cái mưa tưới là có chuyện liền. Có chuyện liền, đặc biệt đang lúc đang đeo, em đang là mấy sào? 6 sào à? 6 sào, em ước tính cái 6 sào này cái lượng trái là bao nhiêu tấn? Hy vọng được 5 tới 7 tấn rồi lại. Ừ. Mày đừng có đếm cua đông lỗ giống Phong nha. Mày trời ơi, chưa có gì giúp, không có kiến thức gì ta, mà tối ngày cứ đấy chụp hình này, vô này, vô này, 50 tấn này, toàn đếm cua trong lỗ. Trời ơi, toàn đếm tiền trong túi người ta. Sau đó quay phim xong là cắt bỏ hết cái vàng đó. Em hiểu không? Nhưng mà mục đích đó là anh làm cái clip để anh nói với nông dân, với lại cho nó đa dạng về cái thôi. Cái trời ơi, cái đó nó phải là nối tiếp với nhau thế này. Bông trái nó gọi là trai bóng đó mày. Bông trái là trai. Đúng rồi, đó, nó phải là đủ dinh dưỡng thì nó mới vậy. Nhưng em coi nè, rau không nối tiếp rau nè, rau không đi trước ngọn nè, mà rau ốm thế này là thiếu này, là chua này nha. Cái khoảng cách giữa hai lá là không được quá 7 cm, nên đậu hết là đúng. Nhưng dinh dưỡng, ngắt ngọn đi em, phụ ngắt cho người ta đi, ngắt ngọn, ngắt hết. Đó, cho anh kiếm người ngắt ngọn là thành công 30% rồi nè. Cách giữa hai lá không vượt quá 7 cm. Đúng rồi, chính xác, nó phải là như thế. Đó. Rồi mọi người đã chọn cây giống nữa vào trong cái website của cây Tùng Thiên, đọc về bài chanh dây, vì hồi đó là tôi chuyên về cây tiêu, sau đó cây tiêu nó bị xuống giá này kia nọ khác, thì vấn đề cây chanh dây là cây mà Tuấn viết về nó rất là chi tiết. Vì tôi nghĩ là làm cây khó mà thành công thì tự động mọi người sẽ nhìn thấy và sẽ suy diễn ra là các cây kia đối với Tùng Thiên là chuyện nhỏ. Đấy, thấy ghê không? Đương nhiên chúng ta thấy có đôi chỗ này kia là do vị trí đứng, do cái cây giống nó có vấn đề ABCD, nhưng mà nhìn chung để được như thế này, xin thưa cả nhà, quá giỏi, quá giỏi. Phun ngay nha, chiều nay nha, tưới ở dưới mà phun ở trên nha, cứ tưới ở dưới phun ở trên nha, cho nó rớt xuống, nó hấp thụ luôn nha, tất cả các sản phẩm của mình, thậm chí luôn cái soi của mình. Em tưới thường xuyên thì gần như không cần đổ gốc, nhớ nha Phong. Tại vì cái soi là nó đi theo hướng chất xúc tác, nên em phun thường xuyên có soi, nhớ nè, là không cần phải đổ gốc luôn. Đúng rồi, tại vì soi là đi hướng xúc tác. Và anh cũng nói luôn với em rằng là ai mà xài soi cộng với quy trình Thuận Thiên hữu cơ, anh này biết cây hữu cơ phải cầm thứ, sau một năm cây nó đổ một năm 4 lần, còn 3 lần, 3 lần còn 2 lần, 2 lần còn 1 lần. Tôi nói bây giờ sang năm Tết, sang năm mọi người coi có đúng hay không, nó là như thế nha. Cái soi nó sướng là đi chất xúc tác, nên em phun lên trên thì em càng khỏi cần đổ gốc luôn. Thì quá trình em phun thì em phun cái gốc luôn cho anh luôn, là như thế. Đó là chất xúc tác, là nó là như vậy, nó khỏe như vậy, không cần phải đúng nồng độ, được chưa? Đấy mà cứ hỏi miết. Rồi hồi sáng gặp ông nông dân kia lại hỏi, ngồi trên chiếc chiếu lại hỏi soi có thế si được không. Rồi một ông nông dân nó hỏi là anh NPK hữu cơ nước có thế NPK hóa học được không. Trời ơi, không được thì tôi làm cái gì? Nó không tốt hơn tôi đưa cho nông dân làm cái gì? Tôi bôi tro trát trấu lên mặt tôi à? Nếu không tôi nghĩ tôi bán mấy sản phẩm kia tôi vẫn sống được cơ mà. Ai mà từ cái đẳng cấp của mình mà đi lấy cái sản phẩm để mình hạ cái, là mất đi cái thương hiệu của mình. Tôi đâu có khùng.
nên cái soi nó xước một cái là em cứ phun lên, xong đương nhiên trong gốc là em phải phun ra rìa này nữa, thì sau này khỏi cần đổ gốc luôn. Nhưng thay vì pha một phi một xị thì chúng ta pha 350-400 gì đó, chúng ta phun lên thì khỏi cần đổ gốc luôn, là như thế. Chất xúc tác là như vậy đó. Rồi thôi, nói vậy đủ rồi. Qua bái phục mày vô, rót nước ra xong mày ngồi lên cái bàn, mày ngồi im để tao quỳ tao lại mày. Mày là sư phụ của tao luôn rồi. Quá giỏi Long ơi. Cái gì? Vụ tới chuẩn bị làm 5 hết á hả? 2 hết. Ít thôi, không có người không được đâu. Ừ. Ồ, xa Tường Phú với đây xa vô. Mấy chục cây mà cái đường nó xấu quá. Trời ơi mấy ông nhà nước ơi, coi chừng làm cái đường cho dân đi. Thấy đi khổ quá, này nó lắc hả? Ôi, cái xe nó lắc. Lắc cơm cháo gì tiêu tùng hết trơn trời. Nè, như cây này nè Vương. Cây này là bộ rễ nó có vấn đề nè Vương nè. Cho vị trí nó đứng hoặc bộ rễ này thì tăng hữu cơ lên. Nè, thấy không? Thấy cái cây này không? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Thì mình tăng hữu cơ lên cho nó. À nè, như dây này cũng vậy nè Vương nè. Đây nè, dây này cũng vậy nè. Là do là cái cũng nói rồi, khi mà nó về mà cái chồi nó non thì nó bị hở mắt kép, nó cũng bị. Rồi cái cục giá thể nó bị khô cũng bị, đại loại vậy nó yếu nè. Thì mình tìm cái cây mẹ của nó đâu, mình tăng hữu cơ lên, tăng amino lên, tăng NPK lên. Tức là như vậy, chứ không phải cứ thấy cái bệnh đi đổ thuốc. Cứ thấy mình đẻ ra hồi nãy nó bữa trước đó rồi, mình thấy đứa con mình nó bệnh thì mình tăng dinh dưỡng lên, chứ không phải mua kháng sinh cho uống hoài. Cái cây nào bệnh ta lại lấy đồng đồng của Nhật vậy đó mới đổ, vô lý như vậy. Nó ung thư nó chết luôn, nó kháng kháng sinh nó chết luôn. Con chúng ta nó bị yếu, cái đứa nó cơ địa nó yếu thì chúng ta phải tăng dinh dưỡng lên cho nó, chúng ta o bế cho nó, chứ không phải tới ngày chúng ta ra ngoài tìm mua kháng sinh uống thì nó chết, chết đứa con mình luôn đấy. Cứ cây sầu riêng nào có vấn đề lấy đồng đi đổ nha Phong á, nha Phong. Không có thể nào mình có kiến thức mà đi theo thằng đầy được. Tuấn rất muốn công ty Nguyễn Thanh Hải phát triển lên, dù sao đi nữa có xài xi và hóa chất vẫn hơn các công ty thuốc bảo vệ thực vật, đúng không? Nó đỡ hơn các công ty 100% hóa chất. Nhưng chúng ta không thể nào bài chúng ta có kiến thức mà chúng ta lại đi a dua theo cái đám ô hợp đó. Chúng ta phải có bản sắc riêng cho chúng ta, tại vì sau này chúng ta chết mấy thằng kia có cứu mình không? Thương hiệu con người mình nó mất, mấy thằng kia nó có bảo vệ được thương hiệu của mình không? Tại sao là em ở với anh bao nhiêu năm mà em lại đi lấy hóa chất đi đổ cho những cây bị bệnh? Vô lý như vậy. Anh sẽ review nhiều vườn nữa ở trên Gia Lai cho em coi. Đó là như thế. Mà những nông dân hả, họ trung thành với em luôn, họ cực kỳ trung thành luôn. Nhưng cây họ chưa thu mà cứ 100 cây năm chết mấy cây. Sầu riêng chưa thu mà sai quy trình thuần thiên mà chết. Cuối cùng hỏi ra là những cái nào bệnh tôi đi đổ cái đó. Sai lắm, rất là sai luôn. Và chúng ta sai, xin thưa, cây kim trong bọc là nó lòi. Sai là cố tình sai để lấy tiền nông dân, hay là vô tình sai? Mà chẳng lẽ vô tình sai? Kiến thức chúng ta phản biện trên lâu nay, từ cái thời Facebook tới giờ. Tôi nói với cả nhà đó, khéo như ông Putin là cho cùng, cây kim trong bọc vẫn là cây kim, gói nhiều lớp chẳng qua mở nó lâu thôi, chứ nó vẫn là cây kim cả nhà. Nó không thể là vàng 4 số 9 được nha. Nên anh tin là lớn tuổi rồi nha. Tôi sẽ quay về clip về phân, và tôi sẽ nói cái chuyện mà a dua dựng cái kịch bản lên phân hữu cơ thuần thiên không tốt. Tại sao trước khi nghỉ anh nhập cả xe, cả mấy chục tấn để làm gì, rồi lại đi chia sẻ cái clip của thằng giáo rất là rẻ tiền? Rồi nông dân anh nghỉ rồi, nông dân của anh phản ánh về hóa chất, anh lại biểu người nông dân gọi điện cho ông Tuấn đi để anh quay đầu xe lại với tôi hay làm gì? À, anh không có vậy đâu, không có ở đâu dân phản ánh làm gì. Đầy luôn, xin thưa, hóa chất gì đầy luôn. Và tôi sẽ làm clip tôi nói về cái vấn đề này. Coi chừng công ty nhập khẩu sầu riêng của anh Tin nha. Tưởng đâu là vẫn làm quy trình của Thuần Thiên, xuất cho Nhật bị dính hóa chất nha. Tôi sẽ làm clip này và tôi biết được doanh nghiệp đó là doanh nghiệp nào. Tôi biết, tôi phải gọi điện cho họ, tôi nói không chuyện của họ. Nhưng đừng có mang mác Thuần Thiên. Cái amino gì của các anh á, các anh cứ bán đi. Sao nó là của Thuần Thiên là sao? Nó vô lý vậy. Nó rất là vô lý. Các anh cứ đứng lên đôi chân của mình đây, các anh tử tế với nông dân đi. Và các anh tự gây dựng thương hiệu đi. Tại sao là cái amino chú tôm gì đó có phải của Thuần Thiên đâu, mà nói là của Thuần Thiên. Đấy.
rồi lợi dụng Thuận Thiên nha, bán cây giống nha, lấy tiền trước nha, cây giống giá cắt cổ nha, lôi đầu ra hết, lôi đầu ra từng thằng hết nha, không có dối được với dân như vậy đâu, lôi đúng tên luôn vì chúng tôi có ghi âm, có tất cả mọi thứ, được chưa?